Nico lưu lạc bốn phương, đi khắp Tây Tạng và coi tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Một số người nói rằng khi họ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trái tim họ đã tan chảy với sự thuần khiết và vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà chính là nguồn năng lượng tích cực mà bà ấy mang lại. Không khó khăn nào có thể ngăn nổi bước chân của bà ấy. Đối với bà Anirisang, tất cả chúng sinh đều quý giá như con của mình. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác và sinh con. Bà ấy tên là Anirisang, một nữ tu sống cuộc đời như bao nữ tu khác trên vùng đất Tây Tạng. Một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn nổi tiếng Hamid Sara đã tiết lộ hành trình dài và gian khổ của Anirisang, một ni sư đã đi xuyên bộ qua vùng đất rộng lớn của Tây Tạng để đến một tu viện xa xôi qua một bộ phim tài liệu. Trên đường đi, bà ấy đã nghe được những lời minh triết từ những bậc thầy có nhiều kinh nghiệm tu hành. Bà Anirisang cũng đã viếng thăm nhiều ngôi đền nổi tiếng. Theo một truyền thuyết lâu đời rằng, địa hình cao nguyên xứ Tây Tạng có hình dạng của một ma nữ đang nằm rất ác độc, chuyên ăn thịt người, nhằm trấn yểm và ngăn chặn thần lực của ma nữ La Sát tung tràn lên thế gian. Người Tây Tạng đã xây các tu viện Phật giáo tại những điểm yếu huyệt của con ma nữ này. Người ta nói rằng tuyến đường mà bà đang đi nhắm đến những tu viện yếu huyệt này. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là thị trấn Nha Trân, điểm yếu huyệt trên vai của ma nữ, cũng là nơi tập trung của các bậc thầy yogi. Anirisang ban đầu dự kiến đến thăm một bậc thầy yogi ở đây, nhưng không may người này đã qua đời vài tuần trước. Một số lượng lớn các tín đồ đã tập trung tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc với bậc thầy yogi này. Và thế là bà Anirisang vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, bà đã hái một vài loại hoa để ăn. Đây là một phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Tây Tạng cổ xưa. Sau một quãng đường dài, bà Anirisang đã đến được chùa Yokhang. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng bà cảm thấy nơi này không còn giống như một ngôi chùa, mà giống một trường đại học hơn, vì quy chế mới bắt buộc các tu sinh phải học tiếng Trung Hoa. Nhưng ni sư đã lớn tuổi, khó học ngoại ngữ như những người trẻ. Vì vậy sau một thời gian ngắn viếng thăm ngôi chùa này, bà Anirisang đã rời khỏi Tây Tạng và tiếp tục hành trình đến chùa Sư Tò. Nơi này hiện có hơn 50.000 nhà sư tu học mỗi ngày, và bà được dẫn đến thăm một đạo sư ở đây. Vị đạo sư nói với bà rằng hiện nay ngày càng có nhiều người trở nên giàu có nhưng thiếu thốn về tinh thần. Hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây là cách một hành giả giác ngộ nhìn thế giới. Bà Anirisang quan sát thấy có khoảng hơn 10 nữ tu đang cùng nhau ngồi thiền trên đỉnh núi. Những người ở đây nói rằng họ đã thiền định tại đó trong một thời gian dài và có thể nhìn thấy được họ đã có sự thay đổi lớn. Trạng thái tinh thần trở nên rất điềm tĩnh so với trước đây. Bà Anirisang cũng theo chân họ đến vách đá để thiền định. Để vượt qua đoạn đường này, bà phải vượt qua một con sông lớn, những ngọn núi đầy bão cát, và cuối cùng bà đã đến một hồ nước linh thiêng. Khi đến hồ nước này, bà ấy linh cảm rằng mình sắp được gặp một vị yogi tuyệt vời. Quả thật như vậy, vị yogi với bộ râu và tóc dài tự nhiên có phần xòe xòa trước mặt bà ấy, được dân làng gọi là vị thánh điên. Bà Anirisang đã xin ông ấy một số lời khuyên về thực hành tâm linh. Nhưng vị yogi này chỉ nói rằng cốt lõi của con đường này là coi tất cả chúng sinh như những đứa con của mình. Cả hai người cùng chìm vào không gian tĩnh lặng. Sau đó bà Anirisang đưa ra một vài câu hỏi, mong nhận được thêm lời khuyên từ ông ấy. Nhưng yogi đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào. Sau đó vị yogi đưa Anirisang đến hồ nước và cùng nhau cúng dường. Ông đã nói với Anirisang rằng nếu bà không sở hữu bất kỳ vật nào có giá trị thì họ sẽ có thể tưởng tượng viên đá như một viên kim cương mà cúng dường. Từng chút một, rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường. Bây giờ dù bà chưa hiểu cũng không sao. Anirisang chỉ có thể từ từ hiểu mấu chốt thông qua lòng trắc ẩn của chính mình. Dù tâm là trống rỗng, nhưng nhận thức sâu sắc luôn hiện diện. Trong cuộc trò chuyện này, vị yogi đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Và trong suốt quãng đường đi, ông đã chia sẻ với Anirisang rất nhiều chân lý sâu sắc, khiến bà vô cùng cảm động.
Ông ấy cũng thể hiện kỹ năng yoga nội hỏa của mình bằng việc cởi trần để ngồi thiền dưới thác nước, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Sau cuộc gặp gỡ, vị yogi bắt đầu một cuộc hành hương ngược hướng với bà Annie Risang. Theo truyền thống độc đáo, tam bộ, ngũ thể, nhập địa của Tây Tạng, vị yogi này cứ đi ba bước lại bái lạy một lần sát mặt đất bằng toàn thân, và sẽ bái lạy như thế suốt hàng ngàn cây số đến El Hasa. Ông cũng không nhận tiền cúng dường của dân làng lúc khởi hành. Sau khi từ giã vị yogi này, bà Annie Risang tiếp tục một cuộc hành trình đi về hướng đông. Bà ấy đã đi bộ hàng ngàn km, nhưng đích đến vẫn còn rất xa. Với sức mạnh tuyệt vời, bà Annie Risang đã leo hết ngọn núi tuyết này đến ngọn núi tuyết khác. Cuối cùng, sau bao gian khổ, bà ấy đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đó chính là một ni viện rất yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được đào sâu vào hang động này là nơi thiền định của nhiều vị ni sư. Ni viện của họ nằm ở một nơi hẻo lánh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, và chỉ dùng để tập trung vào việc tu tập. Họ dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc để tự nuôi sống bản thân và sử dụng chất thải của bò làm nhiên liệu đốt. Tất cả những ni sư ở đây đều đồng loạt thực hành thiền định theo nhóm bằng cách thấm ướt tấm trải giường và mặc vào. Sau đó xếp hàng ngoài trời gió lạnh để làm khô tấm trải giường bằng hơi nóng của chính họ. Công việc này sẽ được thực hiện 4 lần một ngày. Tại tu viện, bà Annie Risang đã được tu viện trưởng chia sẻ rất nhiều về những tác dụng của thiền định. Trong đó, những học viên thành công có thể kéo dài tuổi thọ của họ mà không bị nhiễm bệnh. Những ni sư này sẽ không ngủ trên giường mà ngồi thiền. Thông qua việc kiểm soát hơi thở và các bài tập đặc biệt, họ có thể thiền định liên tục từ ngày này qua ngày khác. Sau đó họ sẽ có khả năng làm chủ năng lượng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đầu tiên là phải thành thạo yoga về sức nóng kỳ diệu. Sau đó chứng minh bằng cách đi dạo quanh tu viện trong thời tiết đóng băng, khi chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng manh. Người ta nói rằng một người thành tựu vĩ đại có thể tu luyện thành pháp môn hóa thân thành cầu vồng. Tuy được nghe những lời giáo pháp hữu ích ở tu viện trên núi đá, nhưng bà Annie Risang vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến các tu viện khác được xây trên các yếu huyệt của ma nữ. Bà đi khắp nơi làm nhiều việc tốt cho mọi người mà không mong cầu gì về mình. Bà Annie Risang đã đi tu từ năm 23 tuổi, cho đến bây giờ bà đã 55 tuổi và vẫn tiếp tục vì lợi ích của chúng sinh. Không ai biết bà sẽ tiếp tục như thế này trong bao lâu. Có thể giống như bà đã nói rằng sẽ từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được những vật chất bên ngoài, bằng cách tìm thấy cảnh giới trong nội tâm và ở đó chỉ để quan sát mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Không giống như những đau khổ trần tục, những khó khăn mà Annie Risang vượt qua này đưa bà đến gần hơn với trí tuệ để nhận ra bản chất thật sự của mình. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.